chào tất cả các bạn học sinh thân yêu. Ngày hôm nay, cô rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong tiết khoa học bài Sử dụng năng lượng chất đốt, tiết 2, trang 88-89, sách giáo khoa khoa học 5. Bây giờ, cô có một trò chơi, chúng ta hãy cùng chơi nào! Trò chơi mang tên ô chữ bí ẩn. Các bạn sẽ cùng cô giải 4 ô chữ. Và nhớ rằng khi các bạn giải đúng mỗi ô chữ, các bạn sẽ có điểm nhé. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi 1. Câu 1. Từ gồm 3 chữ cái. Đây là chất đốt rắn, lấy từ cây, dùng đun nấu. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ cho cô nào. Và đáp án của cô là củi. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi 2. Câu 2 gồm 6 chữ cái, một loại chất đốt lỏng, lấy từ dầu mỏ, dùng đun nấu. Các bạn hãy suy nghĩ nào. Và đáp án của cô là dầu hỏa. Hãy cùng đến với câu hỏi 3. Câu 3 gồm 6 chữ cái. Trong sinh hoạt, chất đốt chủ yếu dùng làm gì? Và đáp án của cô là đun nấu. Hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Câu 4 gồm 6 chữ cái. Chất đốt rắn có màu đen, khai thác từ mỏ. Và đáp án của cô là than đá. Vậy các con đã đúng được bao nhiêu câu trả lời nào? Cô sẽ tặng các bạn 5 điểm cho mỗi câu trả lời đúng nhé. Các bạn hãy ghi điểm vào sổ tay của mình nào. Các bạn đã từng bao giờ có câu hỏi chất đốt có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống không? Nó tồn tại mãi mãi không? Nó có tác hại gì không? Thì trong tiết học ngày hôm nay, bài sử dụng năng lượng chất đốt tiết 2 sẽ phần nào trả lời cho các bạn câu hỏi này. Sau tiết học, cô muốn các bạn nắm được những nội dung như sau. 1. Sử dụng chất đốt tiết kiệm. 2. Phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt. 3. Ảnh hưởng của chất đốt đến môi trường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài nào. Hoạt động 1. Sử dụng chất đốt tiết kiệm. Cô có 3 câu hỏi. Các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ có thưởng điểm nhé. Câu 1. Tại sao không nên chặt phá cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than? 2. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là nguồn năng lượng vô tận không? 3. Kể tên một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng. Bây giờ, các bạn hãy tạm thời dừng màn hình, suy nghĩ và trả lời câu hỏi cho cô nào. Nhớ rằng, các bạn hãy ghi vào sổ tay khoa học của mình nhé. Các bạn đã có thời gian suy nghĩ. Bây giờ các bạn hãy mở lại bài giảng để chúng ta cùng trả lời câu hỏi nào. 1. Tại sao không nên chặt phá cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than? Các bạn ạ, vì chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than sẽ làm ảnh hưởng tới tài nguyên rừng, xói mòn đất, ô nhiễm môi trường không khí và còn nhiều tác hại nữa. Trên hình ảnh các bạn thấy đấy, đây là hình ảnh rừng bị tàn phá. Và bởi vì lý do rừng bị tàn phá nên dẫn đến đất sẽ bị xói mòn theo. Câu hỏi 2. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là nguồn năng lượng vô tận không? Như các bạn đã biết ở tiết trước, than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên được hình thành từ xác sinh vật qua hàng triệu năm. Hiện nay các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ bị cạn kiệt do sử dụng của con người. Vì vậy, than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên không phải là nguồn năng lượng vô tận. Câu hỏi 3 nào? Kể tên một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng. Các bạn ạ,
nguồn năng lượng con người khai thác để thay thế là năng lượng mặt trời, năng lượng nước chảy, năng lượng gió. Đây là những nguồn năng lượng vô tận. Các bạn đã trả lời và ghi vào sổ tay khoa học rồi đúng không nào? Vậy các bạn hãy kiểm tra so với câu trả lời của cô. Và cô tặng các bạn 5 điểm cho mỗi câu trả lời đúng nhé. Hãy ghi vào sổ tay khoa học của mình nào. Từ những gì chúng ta đã tìm hiểu, các bạn thấy rằng chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt. Vậy hãy quan sát tranh và cho biết tranh nào có nội dung về việc tiết kiệm năng lượng chất đốt, tranh nào có nội dung về việc lãng phí năng lượng chất đốt nào. Cô mời các bạn hãy dừng bài giảng và suy nghĩ cho cô trong vòng 2 phút nào. Thời gian suy nghĩ cũng đã hết rồi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng tranh một nhé. Tranh thứ nhất, để nước sôi trong phích giữ nhiệt, giúp nóng lâu hơn, tiết kiệm được chất đốt. Tranh 2, đun nước không để ý, ấm nước sôi đến cạn, gây lãng phí chất đốt. Tranh 3, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói và tiết kiệm chất đốt. Tranh 4, xe máy, ô tô bị tắc đường, gây lãng phí xăng, dầu. Chúng ta đã tìm hiểu cả đủ 4 tranh rồi. Bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại đáp án của mình và cô tặng các bạn 5 điểm cho mỗi câu trả lời đúng ở mỗi bức tranh. Chúng ta hãy ghi điểm của mình vào nào. Ngoài ra, cô sẽ nêu thêm cho các bạn một vài trường hợp sử dụng năng lượng chất đốt lãng phí. Như là khi nấu đồ ăn chúng ta để trào ra ngoài. Không dùng nhưng chúng ta vẫn bật bếp. Vậy những việc làm tránh lãng phí chất đốt là gì? Đó là dùng bếp cải tiến, xây bếp biogas, nấu xong tắt bếp ngay, giữ nước trong phích giúp nóng lâu, tránh ùn tắc giao thông và còn nhiều việc làm nữa. Chúng ta hãy nhớ vận dụng ở nhà nhé. Bây giờ cô có thêm một câu hỏi. Gia đình bạn sử dụng chất đốt gì để đun nấu? Hiện nay chúng ta đang sử dụng những loại chất đốt như là than, củi, cồn, ga. Và sử dụng chất đốt nếu chúng ta chủ quan lúc sử dụng thì nó rất nguy hiểm, đôi khi gặp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vậy chúng ta phải làm gì để phòng tránh việc này? Thì chúng ta bước sang hoạt động 2, phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt. Theo em, khi sử dụng năng lượng chất đốt, chúng ta thường gặp những rủi ro hoặc tai nạn đáng tiếc nào? Các bạn hãy ghi câu trả lời vào sổ tay của mình nào. Nhớ là chúng ta sẽ được thưởng điểm ở câu hỏi này nhé. Các bạn hãy dừng bài giảng trong vòng 2 phút để ghi lại nào. Thời gian 2 phút đã hết rồi. Chúng ta hãy cùng trả lời nhé. Như vậy, khi sử dụng chất đốt, chúng ta có thể bỏng do không cẩn thận. Sang nạp ga không tuân thủ quy tắc an toàn gây nổ bình ga. Hoặc là khi sử dụng chất đốt thì có thể gây cháy nhà hoặc cháy xe. Nguy hiểm hơn thì có thể gây hại đến tính mạng của con người. Vậy thử kiểm tra lại sổ tay khoa học của mình xem các bạn ghi được bao nhiêu đáp án nào. Và cô tặng các bạn 15 điểm nếu ghi được 3 đáp án trở lên nhé. Khi sử dụng chất đốt cần đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ như sử dụng bếp ga có khóa ga tự động, có các phương tiện chữa cháy ở nơi có sử dụng nhiều chất đốt và tắt bếp khi ngưng đun nấu. Đó là những việc làm để đảm bảo an toàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước đến hoạt động 3 nào. Ảnh hưởng của chất đốt đến môi trường. Cô có câu hỏi như sau. Theo các em, khi chất đốt cháy sẽ sinh ra những khí độc hại nào? Các bạn hãy dừng bài giảng, đọc sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi này trong vòng 2 phút nhé. Thời gian làm việc cũng đã hết rồi. Như vậy, khi cháy, các chất đốt sinh ra khí carbonic và các khí độc hại khác. Đây là các khí có hại cho con người, động vật, thực vật, làm han rỉ các đồ dùng, máy móc bằng kim loại. Các con hãy kiểm tra lại câu trả lời của mình xem có đúng với đáp án của cô không nào. Và cô tặng các bạn 15 điểm cho câu trả lời đúng nhé.
Vậy những biện pháp nào làm giảm tác hại của chất đốt với môi trường nào? Cô mời các bạn hãy ghi vào sổ tay khoa học trong vòng 3 phút. Thời gian đã hết rồi. Chúng ta hãy xem đáp án của mình có giống đáp án của cô không nhé. Chúng ta sẽ làm ống khói cao để thoát khói thải ra ngoài. Sử dụng máy hút không khí dùng trong nhà bếp. Hoặc là dùng một số những cái thiết bị không có khói như là bếp từ, lò vi sóng. Hãy kiểm tra đáp án của mình. Cô sẽ tặng các bạn 15 điểm nếu ghi được 3 đáp án trở lên nhé. Từ những gì đã tìm hiểu, các bạn hãy nhớ rằng chất đốt khi bị cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nóng, thắp sáng, chạy máy, sản xuất ra điện. Cần tránh lãng phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. Các bạn hãy dừng bài giảng, đọc và có thể ghi lại bài học vào trong sổ tay. Chất đốt khi bị đốt cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nóng, thắp sáng, chạy máy, sản xuất ra điện. Nhưng nó không phải là nguồn năng lượng vô tận và rất nguy hiểm, nên chúng ta cần tránh lãng phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. Đây cũng chính là lời dặn của cô đối với các bạn. Các bạn hãy xem lại nội dung bài, vận dụng kiến thức vừa học được vào cuộc sống và chuẩn bị bài tiếp theo. Chúng ta hãy cùng cộng điểm xem chúng ta được bao nhiêu điểm trên thang điểm 100 nhé. Nhớ hãy khoe với ba mẹ để nhận được lại những lời khen. Cô chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau.